Hello, hello. Dạ, chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đất Việt nha. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua thì nghe Đinh Lan mách nước chỉ điểm là phải đi đi chùa để cầu cho sư Nguyễn Phương Hằng được bình an, thì sư Nguyễn Phương Hằng sẽ được giảm nhẹ. Cho nên hôm nay mình đi và vô tình đi ngang số 6 Nguyễn Thông nè cả nhà, Villa Hằng Hủ đó cả nhà thấy không? Rất là bề thế uy nghiêm ha. Chúng ta thấy xe cộ vẫn còn đó rất là nhiều. Siêu xe đó, siêu xe ở phía trong cả nhà thấy không? Toyota Alpha mà CEO Nguyễn Phương Hằng hay đi đó. Hôm nay đi ngang đây thì cũng có nhiều cái tâm trạng cũng muốn vào để tìm chú Dũng. Ở đây có cái đống rác nè cả nhà thấy không? Villa chứ mà để đống rác này cũng đâu có khiếu nại hay là kêu dời đi đâu. Sống rất là hòa đồng vậy còn độ gì nữa. Nè, đó, đối diện với Villa Hằng Hủ luôn cả nhà thấy không? Đó, cơ ngơi ta bề thế như vậy ở đất mặt tiền như thế này rồi siêu xe à, vậy mà có người khi mà sư Nguyễn Phương Hằng gặp nạn thì lại thiêu dệt nên rất là nhiều câu chuyện, nào là bà Hằng thiếu nợ mười mấy ngàn tỷ, rồi bà Hằng đeo kim cương giả, hột xoàn giả gì tùm lum ở trên, đúng không? Như Đinh Lan nói đó, bà Hằng là bây giờ bị hàng trăm cái đơn thư ở Bình Phước, Trân Thành Bình Phước gì đó. Nếu mà thật sự những cái đơn thư đó người ta có nộp đơn thì cơ quan chức năng đã thụ lý rồi. Còn nếu mà thực sự có đơn thư mà người ta không khởi tố thì chứng tỏ là nó không có căn cứ. Không có căn cứ cho nên người ta không có khởi tố vụ án hay là người ta không có điều tra. Đó, không, cái bề thế cả nhà thấy siêu xe còn trong nhà đó. À, nếu như mà thật sự giống như những người này thiêu dệt lên nói là bà Hằng thiếu nợ nần kìa. Vậy thì một là ngân hàng người ta phát mãi, không? Hay là cũng phải rao bán xe giống như là ông gì đó, Trịnh Văn Quyết đó, bây giờ cũng rao bán xe hoài đó. Đấu giá xe dắt vàng của ổng đó thì đây cũng dạng siêu xe nè, nhà ta vẫn sinh hoạt, cả nhà thấy ở trong nhà vẫn có người sinh hoạt ha, người ta vẫn làm việc bình thường đó. Đó có cái đường nhỏ đi vô phía bên đó đó cả nhà, đó thấy xe xe hai bánh rồi vô đi nhờ người giúp việc, người dọn dẹp rồi đó. Đó rất là bình thường. Vậy mà không hiểu sao khi mà thấy người ta gặp nạn rồi thì lại thiêu dệt lên rất là nhiều những câu chuyện không thể nào chấp nhận được hết cả nhà. Mình bức bức xúc nhất á, là cái việc mà họ ganh ghét hay là họ không không thích sư Nguyễn Phương Hằng đó, thì có thể là nêu ra những cái điểm gì đã sai trái rồi bắt đầu lên án hay là sao đó, chẳng hạn như là nói rằng sư Nguyễn Phương Hằng là chửi bới, vậy thì hãy nêu ra chửi bới là bị chửi bới sai chỗ nào, hoặc là khi mà cơ quan chức năng người ta vào làm việc rồi người ta có kết luận điều tra thì dựa vào những đó nói. Còn đằng này cứ tối ngày đi xuyên tạc gia đình, xuyên tạc bên công ty, rồi lôi luôn cả chồng con đồ của người ta ra, trong khi những cái người đó người ta có nói gì đâu. À, mà chúng ta cũng thừa biết đó là chú Dũng không có tham gia mạng xã hội, cho nên đôi khi những cái buổi livestream của cô Hằng hay là những cái lời phát ngôn đó thì thật sự có lẽ là theo mình nghĩ là chú Dũng không có kiểm soát được đâu, không có theo dõi được. Chứ một cái người là công việc cả nhà thấy có khi chú Dũng nói là chú làm là một ngày là khoảng 20 tiếng đồng hồ đó. Thì thời gian đâu mà tham gia mà theo dõi mạng xã hội. À, để rồi biết những cái gì mà sư Nguyễn Phương Hằng đã nói, đúng không? À, vậy mà mọi người đó, những cái người mà không thích đó, nó từ khi mà sư Nguyễn Phương Hằng gặp nạn thì họ lại nói là chú Dũng cũng là người sai khiến hay là người đứng sau này kia kia nọ, họ thiêu dệt lên rất là nhiều câu chuyện đó nha. Nhưng mà đến thời điểm này thì chúng ta thấy rõ ràng đó, cơ quan chức năng người ta chỉ kết luận một vấn đề có liên quan đến sư Nguyễn Phương Hằng, đâu trong đó thì có như là 8 cái lá đơn thôi, 8 lá đơn của những người bị hại đó. À, vậy mà rất là nhiều những cái câu chuyện thiêu dệt lên. Gần đây á, thì đặc biệt là chúng ta nghe cái cô Đinh Lan nói quá nhiều rồi, quá nhiều rồi. Nhưng mà mình cũng không có bàn nữa. Có nhiều cô chú anh chị khi mà nghe mình chia sẻ những thông tin liên quan đến cô đó, đó thì khuyên mình là đừng có nhắc nữa, bởi vì những thông tin của cô đó nó vô giá trị, nó không có giá trị, cho nên là chia sẻ thì thành ra nó cũng cũng loãng thông tin. Bây giờ người ta chờ những cái thông tin chính thức từ cơ quan chức năng thôi. Thì mình nghe cái lời khuyên đó thì cũng rất là hợp tình hợp lý, bởi vì rõ ràng rất là nhiều những lần Đinh Lan chia sẻ thông tin thì chúng ta thấy nó sai sự thật, nó sai sự thật, cho nên là thôi chúng ta cũng không cần thiết phải nói làm gì nhiều. Mà cái ở đây á, mình thấy rằng không phải riêng gì Đinh Lan, Đinh Lan thí dụ như cho là một người bị hại đi, thì cái giá trị của đó thì cũng có gì đó để chúng ta tìm hiểu. Còn những cái người bên ngoài đó, nào giờ họ cứ xuyên tạc, cứ xỉa xói. Đặc biệt nhất là bên phía gia đình chú Dũng của Hằng bị họ tấn công rất nhiều luôn,
Nhưng mà đến thời điểm này họ vẫn lên tiếng, họ vẫn bảo vệ cái gì đó không biết, hay là họ bảo vệ cái live view hay gì mình cũng không rành, nhưng mà họ vẫn liên tục tấn công ha. Cả nhà biết của cái villa này là số tiền nó khủng cỡ nào rồi, mà họ cứ vẫn xuyên tạc nói là bên phía cô hàng chú Dũng là đổ nợ tới nơi, thiếu nợ nần tùm lum đó. Cả nhà nếu mà muốn tìm hiểu cái tài sản riêng cái ngôi nhà này thôi thì chúng ta lên Google cứ search ra cái ra hết cái giá trị thôi cả nhà ha. Rồi siêu xe này kia cái nọ vậy đó, mà tôi cứ xin tạm mà khi mình thấy đây thấy cũng buồn hả cả nhà, thấy cũng buồn nhớ lại cái cảnh mà cái ngày 24 tháng 3 đó đông nghẹt của người ta. Hôm đó mình thật sự là khi mà nghe thông tin hết sức bất ngờ luôn, kêu bằng bàng hoàng luôn. Nếu mà gần là mình chạy lên mình theo dõi xem như thế nào. Đến hôm nay thì mới có dịp đi ngang đây. Mà cả nhà cứ nghĩ cái chuyện của Sư Nguyễn Phương Hằng á, là nó chỉ liên quan đến những cái lá đơn thôi, đúng không? Liên quan đến những lá đơn thôi. Còn cái chuyện như người ta làm từ thiện, người ta giúp người, giúp đời, rồi những cái lần mà Sư Nguyễn Phương Hằng gặp một số nạn nhân đó, thì cái lần tiếp xúc rất là chân tình vậy, một một người như vậy thì nói chung là ai cũng có cái gì đó sai trái, không ai là toàn mỹ đâu, đúng không? Nhưng mà chúng ta xem những cái hành động đó thì chúng ta rất là trân trọng, ngưỡng mộ chứ. Tại sao lại kiếm chuyện, lại tấn công hoài? Trong khi á, cái gì mà sai phạm, có vi phạm về pháp luật á, thì pháp luật người ta đang thụ lý, người ta đang điều tra, và nếu như mà có cái sai phạm thì đương nhiên là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi. Còn những cái việc làm tốt của người ta, tại sao chúng ta lại phải dìm hàng luôn? Phải phát huy cái chuyện đó chứ, để lan tỏa cái thông điệp tốt đẹp cho xã hội. Đằng này á, là có người vô, rất là nhiều người vô cứ bình luận nó là mày cứ cổ súy ủng hộ cho tội phạm, là trước sau cũng là phạm tội tùm lum la, cổ súy hồi nào chừng nào á. Ví dụ như là Sư Nguyễn Phương Hằng chửi người nào đó, chửi người đó thì mình ráp theo, mình chửi theo, nói là Sư Nguyễn Phương Hằng chửi vậy đúng, chửi vậy tốt, nên chửi nhiều, chửi nhiều vô hay gì đó, hoặc là những cái hành vi mà đã từng bị cơ quan chức năng người ta đang điều tra đó, thì mình cổ xí, mình ủng hộ việc làm đó thì mới gọi là ủng hộ tội phạm chứ. Trong khi bây giờ Sư Nguyễn Phương Hằng vẫn chưa bị kết án, vẫn chưa định tội thì làm sao gọi là tội phạm đó. Rồi còn cái chuyện mà chừng nào mình cổ xí những cái hành vi mà đang được điều tra, được cho là vi phạm đó, thì mới gọi là cổ xí ủng hộ. Còn đằng này những cái việc làm người ta tốt quá trời luôn mà lại không cho, rồi còn nói là ai bây giờ mà ủng hộ bà Hằng là đi ngược lại với những cái ngược lại với cơ quan chức năng này cái đó, rất là nhiều thứ mà nghe không thể nào chấp nhận được. Hôm trước thì bên phía chú tòa là chủ tịch hội nhà báo của tỉnh Lâm Đồng, cả nhà nhớ không, chú cũng đã từng nói lên một cái bài rất là hay, nói về cái chuyện mà cảm xúc của mỗi người là cái quyền của họ, yêu ghét ai là cái quyền của họ. Còn chúng ta thấy cái gì tốt đẹp thì chúng ta lan tỏa thông điệp đó, thông tin đó để cho mọi người hưởng ứng cái vitamin tốt chứ, đúng không? Vitamin tích cực chứ, không lẽ giờ nghe mấy cái chuyện xấu xấu hoài. Còn cái nào mà hành vi sai trái thì cơ quan chức năng người ta đang xử lý, đến khi nào mà có kết luận thì chúng ta mới là đồng tình chuyện đó ha. Những sáng nay đi ngang cái villa này mình có dự kiến muốn muốn vào tìm chú Dũng, chắc có lẽ là chút xíu mình đi ngang tìm, cũng có một vài cái điều muốn xin ý kiến chú Dũng, nhưng mà không biết là chú có nhà hay không, mà có nhà chưa chắc người ta đã gặp mình. Thì nói chung là hên xui thôi cả nhà. Vậy thì mình sẽ đi đi qua đó ha, đi qua đó hỏi thăm. Bởi vì hôm trước ở nhà nó có một cái chi tiết hết sức quan trọng mà chú Lê Văn Tòa đã kiểu như khơi lên để cho mọi người chú ý xem, đó là nên thống kê lại hoặc là xem xét lại những trường hợp mà bên phía cô hàng chú Dũng đã từng làm từ thiện đó. Thì tốt nhất là đi lan đỏ tỏ cái thông tin đó sẽ rất là hay luôn. Tuy nhiên á, cái người mà nắm bắt hay là cái người mà hiểu cái thông tin đã từng làm từ thiện ở đâu á, thì chỉ có chú Dũng hoặc là bên phía gia đình thôi, chứ còn ở ngoài thì chúng ta chỉ nghe báo chí đăng tin rất là nhỏ giọt về những chuyện đó. Cho nên mình rất là muốn vào trong đây để tìm chú Dũng hoặc là tìm ai đó có cái người mà quản lý đó, người ta biết, để người ta cho mình cái danh sách cũng được, một vài danh sách mình sẽ đi đến tận nơi để mình tìm hiểu xem có phải là chú Dũng cô Hằng đã làm từ thiện hay không. Chứ để thôi người ta nói cứ nói là bà Hằng nổ, bà Hằng cho một nói 10, bà Hằng không có làm từ thiện thì cái nọ đó. Đó, rất là nhiều những cái thông tin như vậy, cho nên mình rất là muốn nếu mà cô chú anh chị nào mà phát hiện những cái cơ sở hoặc là những cái nơi nào mà cô Hằng chú Dũng đã từng giúp đỡ đó, thì cứ comment hoặc là nhắn tin cho con thì con sẽ đi tới tận nơi để con quay lại những trường hợp đó.
để chúng ta ghi nhận những công lao, những cái gì mà Xuân Phương Hằng cũng như là chú Dũng đã từng giúp đỡ xã hội ha. À, thì chắc có lẽ là con đi qua bộ ảnh để xem có xin gặp được hay không ha cả nhà. Thử làm một lần đi, nhìn thấy cái villa bề thế nhìn thấy cũng xót xa quá cả nhà, thấy buồn quá ha. Dạ rồi, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi ạ. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.